Có Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Văn Nhiều và các đại biểu trong tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị quyền Đức Hòa chiều nay đã có buổi tiếp xúc cử tri quyền Đức Hòa sau kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Gần 150 cử tri các xã Thường Phú, Đức Lập Hạ, Đức Lập Thượng và thị trấn Hậu Nghĩa tham dự. Tại buổi tiếp xúc, cử tri có ý kiến liên quan đến nhiều lĩnh vực đối với giao thông. Cử tri phản ảnh một số tuyến đường như đường Bào Trai từ Hậu Nghĩa ra Tư Phú, đường tỉnh 830 nối dài, mặt đường nhỏ hẹp, cần sớm nâng cấp mở rộng. Cử tri cũng đề nghị sớm nâng cấp tuyến đường ngã tư Rạch Nhâm đi xã Kiệp Hòa, xã Tân Mỹ vì đã xuống cấp. Về các dự án công nghiệp, cử tri cho rằng khu công nghiệp dinh Phát chậm thi công cần có hướng xử lý không để quy hoạch treo Ngoài ra, cử tri cũng có ý kiến đối với một số vấn đề như thủy lợi, an toàn mạng lưới điện và chế độ cho gia đình chính sách. Tại mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Chân Nhiều tiếp thu ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời đề nghị địa phương xem xét giải quyết các vấn đề cử tri đặt ra theo thẩm quyền.